Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập toán lớp 1 vừa ôn luyện. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm bài số 9, chục và đơn vị. Bài số 1. Chúng ta đếm cái này là bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13. 1. Và cái này là giống cái này, như là một chục, hai chục rồi. Hai chục. Hai chục là 20 đúng không? 21, 22, 23, 24, 25. Cái này là 25. Cái này là một chục, hai chục, ba chục. Ba chục là 30. Một chục, hai chục, ba chục. Còn cái này là bao nhiêu đơn vị đây? Cái này là cái lẻ. Cái lẻ được gọi là đơn vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy là 30 với 7 là 37. Bài số 2. Đúng là ghi D mà sai ghi S. Vào vào trống. 32 gồm là 30 và 2 đơn vị. Nè, đây cái chữ phía trước đó là chục, và cái này bên tay phải này là đơn vị. 30 và 2 đơn vị là đúng. 32 gồm là 20 không phải. Cái con số bên tay phải này nó là đơn vị chứ không phải là chục. Như vậy cái trên đã đúng rồi thì cái dưới này phải sai. Cũng là con số 32 nhưng mà sai, tại sao là đổi thành 20 là 3 đơn vị là sai. Cái này là đây mới đúng nè, 30 này, 2 đơn vị này là sai nha. 18 gồm là 80 không phải, con số 8 là đơn vị. Đây là 1 với 10. Nên là sai. 18 gồm là số đầu tiên là chục, số sau là đơn vị, cái này đúng nè. 20 gồm là số đầu tiên là chục, còn số 0 là không đơn vị, cái này đúng nè. 20 gồm là không chục không phải. 20. Đây, cái này đúng rồi thì cái này là phải sai. Chúng ta qua trên tiếp theo. Tiếp 2, viết theo mẫu. Cái này là 1 chục, 2 chục với lại 3 đơn vị là 23. Số 23 gồm 2 chục và 3 đơn vị. Rồi cái này là bao nhiêu đây? Cái này là 1 chục và cái này là 9 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như là 2 và 9 đơn vị. Rồi chúng ta làm xong này chúng ta viết sao hả? 1 chục, 2 chục, 3 chục. Bao nhiêu cái lẻ đây? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là 35. 1 chục, 2 chục. Số 2 đứng đầu tiên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Được vậy. Rồi chúng ta viết tương tự như cái này. Rồi là 29 nè. Số 29 gồm là 2 chục và 9 đơn vị. Tiếp theo là 35. Số 35 gồm là số trước là 30 này. 30 và 5 đơn vị. Và số 28 gồm 20 và 8 đơn vị. Bài số 2. Số 17 gồm là 1 chục và 7 đơn vị. 1 là 1 chục, 7 đơn vị. Số trước là số chục, số sau là đơn vị. Cái này người ta viết ngược lại thì chúng ta đây là chục là số 1 trước, số 9 sau. Này là 22. Cái này là số 2 là chục và số 6 là đơn vị. Số 3 là chục và 4 là đơn vị.
Số 4 là chục và số 0 là đơn vị. À, số này là 29. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.